Đêm concert bùng nổ Young Virtuosi Concert Hòa nhạc trẻ của hơn 20 nghệ sĩ trẻ Việt Nam cùng nhóm Bollinger Trio đến từ nước Đức vừa khép lại trại hè âm nhạc 2019 tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ trẻ và nhóm tam tấu giàu kinh nghiệm đã đưa khán giả khám phá nền âm nhạc từ thời kỳ Baroque đến cuối thế kỷ 20 với nhiều cung bậc cảm xúc. Bằng niềm đam mê, sự nhiệt thành, các nghệ sĩ không chỉ mang đến những phút giây thưởng thức âm nhạc mà còn truyền cảm hứng về sở thích chơi các loại nhạc cụ cho khán giả.